100% sinh viên sau khi ra trường sẽ được cam kết việc làm với mức lương tối thiểu từ 5 triệu đồng trở lên. Đó là cam kết của Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện Hà Nội đối với tất cả sinh viên đã và sẽ theo học tại trường. Chúng tôi cũng có thể nói là cái mô hình chúng tôi đã thực hiện cho sinh viên đến năm nay là năm thứ tư. Đó là cái mô hình về cam kết việc làm cho 5 nghề trọng điểm mà chúng tôi đang đào tạo để nâng cao trách nhiệm cho nhà trường. Trong 5 nghề đó là cụ thể là nghề điện công nghiệp, nghề cắt gọt kim loại, nghề công nghệ ô tô, nghề hàn và nghề cơ điện tử. 5 nghề này thì sinh viên của chúng tôi khi bắt đầu nhập học thì đã được hiệu trưởng ký cam kết việc làm. Và để đảm bảo cái việc cam kết này thì cái khâu quan trọng nhất mà chúng tôi làm được đó là phải gắn liền cái hoạt động đào tạo với doanh nghiệp. Có nghĩa rằng kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp là một khâu hết sức quan trọng, có thể nói là cái khâu quyết định đến thành công về cái việc này. Và hiện nay chúng tôi cũng đang hợp tác với thường xuyên với khoảng 70 doanh nghiệp và chúng tôi có quan hệ hợp tác với tổng số lên đến hơn 150 doanh nghiệp. Có những doanh nghiệp mô hình gia đình, có những doanh nghiệp là những doanh nghiệp rất lớn của thế giới đang đầu tư tại Việt Nam. Được thành lập từ năm 1972, Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện Hà Nội đã phát triển từ một trường công nhân kỹ thuật lên thành trường cao đẳng, đào tạo đa ngành, đa cấp trình độ với các chương trình học đa dạng và chất lượng cao nhằm thích ứng với quá trình hội nhập của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới, hướng đến trường đạt chuẩn khu vực ASEAN và quốc tế trong tương lai gần. Tất cả sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng Nghề Cơ điện Hà Nội làm việc tại các môi trường doanh nghiệp, hành chính, kinh tế, kỹ thuật, thuộc các thành phần kinh tế, đặc biệt các doanh nghiệp lớn trong nước cũng như ở nước ngoài, đều được đánh giá cao về kiến thức chuyên môn, kỹ năng tay nghề và khả năng phát triển. Do được trang bị kỹ năng mềm và kỹ năng liên quan nên sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện Hà Nội rất năng động, sáng tạo và tự tin. Tôi là một sinh viên của trường, sinh viên năm cuối thì đang học tại trường giảng dạy rất tốt, có nhiều trang thiết bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Khi ra trường về học lý thuyết thì chiếm 30% trong thời gian học, gần 70% là em được thực hành trên thiết bị và đi được thực hành ở ngoài thực tế, trải nghiệm thực tế ở ngoài các công ty công trường. Đặc biệt, nhà trường không tổ chức đào tạo học sinh sinh viên hệ chính quy tại các cơ sở đào tạo ngoài trường, đặc biệt là không liên kết và đào tạo tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp thường xuyên. Sinh viên học tại Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện Hà Nội đều phải học tập trung tại trường. Bên cạnh đó, trong công tác đào tạo, nhà trường đào tạo hoàn toàn bằng phương pháp tích hợp lý thuyết và thực hành. Trong đó 30% học lý thuyết, 70% học thực hành. Để đảm bảo tất cả các sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường đều có việc làm, nhà trường đã hợp tác chặt chẽ với 106 doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp tư nhân. Các bạn đã được thực tập tại các doanh nghiệp lớn như Toyota, Honda, Trường Hải, Samsung. Trong quá trình đầu tư cho cái việc đào tạo nhà trường thì chúng tôi đầu tư tương đối đồng bộ. Một là xây dựng được cái chương trình đào tạo nó sát với cái nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp và cái công nghệ sản xuất của doanh nghiệp và công nghệ dịch vụ vân vân của doanh nghiệp. Thứ hai là cái thiết bị để phục vụ đào tạo theo cái chương trình đó thì chúng tôi cũng sắm giống những thiết bị của doanh nghiệp. Có những thiết bị mà chúng tôi sắm thậm chí những doanh nghiệp vừa và nhỏ không có đủ những thiết bị hiện đại như vậy. Cụ thể ví dụ như chúng tôi sắm những cái trung tâm phay CNC, trung tâm tiện CNC mà thiết bị là của Đức, của hãng DMG Mori. Đây là cái hãng có thể nói là sản xuất những cái máy cơ khí và những hệ thống này là chính xác có thể nói là số 1 thế giới. Và hiện nay chúng tôi đã đầu tư những thiết bị như vậy và chúng tôi hướng đến thậm chí đầu tư cả những thiết bị thuộc thế hệ công nghệ thứ tư và chúng tôi đang bắt đầu áp dụng đào tạo cho sinh viên của mình. Như vậy có thể nói là cái thiết bị đào tạo phục vụ cho đào tạo cho sinh viên là một cái khâu hết sức quan trọng trong cái tổng thể cái giải pháp về đảm bảo chất lượng của nhà trường. Tất cả sinh viên học ở trường thì đều phải trải nghiệm tại doanh nghiệp ở hai kỳ. Kỳ thứ nhất là thực hiện chúng tôi gọi là trải nghiệm tại doanh nghiệp. Đó là các em sinh viên sẽ thực tập khoảng độ từ 2 đến 3 tháng tại doanh nghiệp, làm thử như công nhân, như những kỹ thuật viên của họ. Và cái kỳ tiếp theo đó là chúng tôi cho sinh viên về thực tập tốt nghiệp. Và tại hai kỳ thực tập này thì doanh nghiệp đã gặp gỡ được sinh viên và doanh nghiệp cũng đã đưa được cái nhu cầu về nhân lực cho sinh viên để sinh viên hướng đến cái việc là tìm kiếm việc làm và đồng thời doanh nghiệp cũng tìm kiếm đến nhân sự ứng viên mà có thể tốt nhất cho doanh nghiệp. Sinh viên thì có rất nhiều các cái thu nhập khác nhau. Có thể nói là thấp nhất thì các em cũng phải có thể thu nhập được từ 5 triệu đồng trở lên. Thế nhưng mà có những sinh viên của chúng tôi thì ngay bản thân trong quá trình học đã được doanh nghiệp nuôi. Cụ thể những cái sinh viên mà đào tạo chất lượng cao để đáp ứng cho những doanh nghiệp nước ngoài. Chúng tôi đang đào tạo cho nhân lực chất lượng cao cho tập đoàn Denso của Nhật. Và mỗi một sinh viên này
họ đào tạo, họ tập trung đầu tư cho một như sinh viên có thể lên đến hàng trăm ngàn đô trong một sinh viên. Và tôi được biết là sinh viên của chúng tôi sau khi tốt nghiệp ra trường thì sinh viên được vào làm trực tiếp ở doanh nghiệp và ở những vị trí mà quản lý cũng như là yêu cầu công nghệ cao, và lương của họ thì trả rất là cao, có thậm chí khởi điểm cũng được 3-40 triệu đồng trên một tháng. Trường luôn liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho sinh viên được thực tập và làm việc sau khi ra trường.